Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở góc đường số 5 và đường uh, số 7. Khu tên lửa Eon Bình Tân mình ha. Ở chung cư phía trước mặt là chung cư Monline Bắc La, Bắc View trên mặt tiền đường số 7 ha. Ở bên đây thì mình còn có một cái uh, mảnh đất rất là rộng nha. Sau đây thì cũng là một căn nhà góc luôn nha anh chị. Đó, căn nhà mình nằm ở góc hai mặt hẻm ha. Hướng nhà của mình là hướng uh, Hướng chính là hướng đông nha anh chị và mặt bên đây là hướng uh, hướng nam. Cái hẻm sau lưng mình á, cái hẻm sau lưng mình là đường uh, số 5 nha. Và đường số 5 nè. Ở góc đường số 5 ha. Còn đây là góc đường số 5 nè, đi ra đường số 5 nè anh chị. Đi thẳng ra kia là đường số 5 khu Tinh Lửa eon Bình Tân ha. Rồi, nhưng vào trong uh, quay cái hướng chính nhà mình cho anh chị mình xem ha. cái hẻm chính của nhà mình nha hẻm chính của nhà mình ha Đó, ngoài kia ha ngoài kia là chung cư uh, online bắc quyêu xin đường số 7 ha và căn nhà mình nằm ở góc luôn nha anh chị căn nhà mình nằm ở góc luôn ha ở căn góc này à. 5 sẹt 16 đường số 7 khu phố 5 phường An Lạc A quận Bình Tân ha khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị Đó, lộ giới thì uh, căn góc thì hoàn toàn lúc nào cũng có lộ giới ha bạn tới mấy này tới cái mấy này nè anh chị dạt góc vô đây và mình bo góc ha đối diện bên kia thì còn mảnh đất rộng thì mình xây uh, kia thì cũng là căn gốc luôn nha bây giờ nhân đi ra ngoài kia cho anh chị mình bây giờ nắm được cái vị trí của nhà mình nha Đó, ra ngoài kia để cho anh chị mình nắm cái vị trí ha Đó, ngoài cái xe kia thì đường trước nhà mình là đường khoảng ba mét rưỡi nha Đó, trước nhà mình khoảng ba mét rưỡi Cô dân cư hiện hữu nha anh chị không lo quy hoạch nha Đó. bất cứ căn gốc nào cũng có cái phải giặt gốc mới được nha anh chị đi bất cứ căn nhà nào cũng phải là căn gốc là giặt gốc ha rồi đây phía trước mặt anh chị á, là chung cư online bắc view trên đường số 7 cây lốc b ha ở đây là đường số 7 nha kia là góc đường số 4 và đường số 7 đi thẳng luôn thì mình ra uh, phố ẩm thực đường số 10 cô tên lửa uh, phường 13 quận 6 ha Đi thẳng luôn ra phường 13 quận 6, ở đây là giáp quận 6 rồi nha Ở đây là đường số 7 nha anh chị đó, Đây là đường số 7 ha Đằng kia là nhà hàng Hải cảng Xéo với nhà hàng Hải cảng gần Gần ngay nhà thờ Thánh Paulo ha Ngay nhà thờ Paulo đằng kia, cái tàu nhà cao, cao cao tầng đó là nhà thờ Nhà thờ Paulo và đây là đường số 7 Thì sau đây đường số 7 này có mở Thì nó mở sâu vô trong ha Đằng kia tới 6 lần xe lận nha Đằng kia 6 lần xe lận nha anh chị Rồi Và căn nhà mình thì nằm sát trong đây Nằm trong hẻm này nè anh chị Đó. Nằm ở đây Căn góc nha Căn góc luôn Thì nó mở vô Mở vô thì mình còn vào gần hơn nữa nha Căn nhà nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu anh chị Anh chị mình không lo hoạch lậu giới hẻm giới nha Đó ở đây đường số 5 thông qua đường số 7 khu tên lửa Eon Bình Tân chiều ngang của căn nhà mình là gần 4 mét ha và chiều sâu vào là 10 mét rưỡi được xây dựng với kết cấu một trệt và một lầu sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên ha mua bán thì ký công chứng sang tên ha căn nhà góc bên kia ha và ở đây thì sát bên một tiền rồi ở đây thì sát bên mặt tiền rồi ha, anh chị đó ở đây ha đó, ở kia là chung cư online Bắc wheel địa chỉ của căn nhà mình là 5 sẹt 16 đường số 7 ha Ông vào đường số 5 khu tên lửa ở Bình Tân mình nha anh chị Nói căn nhà nằm ở góc luôn căn nhà nằm ở góc luôn nha anh chị ở ngoài có khung sắt bảo vệ xung quanh và được ốp gạch cao ráo lên tới trên ha không sợ cọ quẹt ha bên hông mình để xe thoải mái một căn nhà nằm ở góc sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ nha sau này xây dựng cao tầng luôn nha À, ngang là gần 4 mét và sâu vào 10 mét rưỡi nha đây cái cửa ra vào của mình đây có làm cái uh, hiềm để cho mình chạy xe lên luôn bên trong thì uh, xài lớp cửa sắt bốn cánh nha. À, căn nhà mình xung quanh thì có làm cái khung sắt bảo vệ hết cho anh chị mình luôn rồi ha ở trên đây có máy ton và vị trí của mình ha nếu mình dạt góc và vị trí mình xây tới đây nè anh chị chỉ quản tí xíu chỗ này xíu chỗ này thôi anh chị rồi sâu vào mười mét rưỡi nha gạch cũng còn mới ha gạch cũng còn mới ha bên trong thì chủ ốp tường cao ráo tới một m rồi trần nhà cao ráo trần nhà cao ráo nha anh chị nhà mới anh chị vào ở ngay một trệt và một lầu nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha xây dựng mới được cao một trệt và hai lầu sân thượng nha nằm ở đường số 7 5 sẹt 16 đường số 7 khu tên lửa Eon Bình Tân phường An Lạc anh chị, đây là phường An Lạc A đó, rộng rãi ở ngoài sau mình có cửa sau hẻm sau nên mở cái cửa sau ha đây là không gian bếp nha mình chị bếp có tủ bếp dưới ha, bằng nhôm siêu pha, mặt bếp xe đá hoa cương, anh chị mình sử dụng nhiều thì mình làm thêm cái làm thêm cái tủ bếp trên lên ha anh chị đó, chiều, chiều ngang rộng rãi Đó, mình để sofa mình để tủ đồ cũng rất là rộng rãi Đó, anh chị mình nhìn mới thấy nửa căn ha để dày mới nhìn thấy hết căn nhà nè Đó, hướng nhà của mình là hướng đông mình có cửa sau ở hướng bắc nha anh chị hướng nam ha cửa sau mình ở hướng nam này ở trước nhà nè Đó, xung quanh để xe rộng rãi thoải mái rồi đây anh chị mình xem ha không gian bếp là bếp ha và nhà vệ sinh nằm ở cuối nha anh chị nhà vệ sinh nằm ở cuối nó ở bên trong là ốp gạch cao ráo sạch sẽ bồn xứ ha gạch thì ốp cao ráo phía trên có lắp máy nước nóng lạnh luôn ha ở trong bếp thì cũng ốp gạch sạch sẽ ha điện thì mình có thể âm điện vô thêm đây điện âm tường điện này điện âm tường ha có khúc này lồi ra thôi đó. Cần nhà cao ráo ha anh chị khu dân cư hiện hữu sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên hẻm thông từ đường số 5 thông qua sang đường số 7 khu tên lửa Eon Bình Tân căn nhà mình nằm ở góc nha với chiều ngang là gần 4m và chiều sâu vào á là gần 10 mét rưỡi nha hướng nhà của mình là hướng chính là hướng đông và hẻm ở sau mình là hướng nam Giá hiện tại chủ đăng kia căn này có giá là 3 tỷ 790 triệu ha, 3 tỷ 790 triệu. Đó. Ở đây thì có không gian phía sau của căn nhà mình nè. Phía trước của nhà mình, đây cũng nhà phía trước ha, mình chia hai phòng, một phòng chỗ này, một phòng bên kia đó ha. Có cửa sổ nha, có cửa sổ, có cung sắt bảo vệ. Đó. Nhà vệ sinh nằm ở cuối nha anh chị. Đó. Nhà vệ sinh nằm ở cuối các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết nha Đó, còn mới cửa thì sử dụng cửa như không có dáng kính mờ cho anh chị mình ha Đó, ở trên không gian này thì chủ có mở cửa sổ có làm khung sắt bảo vệ anh chị mình làm thêm một phòng nữa thì mình làm cái vách chỗ này ha Rồi làm cửa ha rồi cái phòng trước đây nè anh chị phía trước đây phòng phía trước ha rộng rãi có rộng rãi và có cửa ra ngoài ban công có cái cửa sổ có công sách bảo vệ ha Đó, đó ở đây thì mình ra ngoài ở đây cái thềm trước nhà của mình đây có ban công mái che của mình ha mái che của mình nha ngoài kia là chung cư online bắt wheel ha chị nó ngay lốc b ha đó, cái sân của nhà mình phía trước nè ban công của mình ha, được hai ô gạch nè anh chị và có tay vịn là tay vịn sắt ha cửa ra ngoài là cửa sắt có dán kính cho anh chị mình luôn có làm kính ha ở đây có cửa sổ khung sắt bảo vệ nha nó trần nhà cao ráo một trệt và một lầu được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh hướng nhà của mình là hướng hướng nhà của mình là hướng đông nha anh chị hướng nhà của mình là hướng đông ha không rồi anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản sài thành ha hai uh... 3 tỷ 790 triệu đồng anh chị mình sở hữu một căn nhà nằm ở uh, liền kề với khu tên lửa Eoan Bình Tân nha uh, ngay góc đường số 7 và đường uh, số 5 với chiều ngang là gần 4m và chiều sâu vào uh, là 10 mét ha. Uh. hướng nhà của mình là hướng đông anh chị Đó. Rồi, hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này sớm nha uh, và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được bất động sản này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha uh nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị hãy like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video ha hãy like để ủng hộ kênh của nhân ha một trệt và một lầu hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh ha anh chị